Hiện tại thì tụi mình có tạo một nhóm để mọi người giao lưu đam mê với nhau, tên nhóm là Hội Những Người Mê Truyện Tranh, Truyện Chữ, nên là mọi người nếu có hứng thú thì nhớ nhấn vào phần link dưới mô tả để tham gia nhé. Sao nữ cương thi này sau khi tiến hóa lại quá đẹp như vậy? Không biết thực lực như thế nào? Kiểm tra thuộc tính thử xem, có nên dẫn cô ấy đi săn giết ma vật thử không? Thuộc tính linh sủng. Tên: Hắc Nhãn Cương Thi. Thuộc tính: Vong Linh. Cấp bậc: Nhất giai cấp 2 EXP 0%. Lực tăng trưởng: Phổ thông. Tăng trưởng: 0%. Thiên phú: Giảm chấn thương vật lý cấp thấp. Có thể tăng điểm thiên phú. Kỹ năng: Khát máu. Có thể tăng điểm kỹ năng. Phương hướng tiến hóa duy nhất. Các giai đoạn tiếp theo: Khôn nhãn cương thi hiếm, Hoàng nhãn cương thi cực hiếm, Lam nhãn cương thi sử thi, Lục nhãn cương thi truyền thuyết, Hồng nhãn cương thi vương thần thoại. Quả nhiên, lực trưởng thành từ phế vật tiến hóa thành phổ thông, hơn nữa còn nhận được một kỹ năng khát máu. Trong chiến đấu với kẻ địch, khi bị tổn thương, có thể khôi phục thương thế trên cơ thể, đồng thời tăng mạnh lực công kích của bản thân duy trì trong 3 phút, thời gian hồi 5 phút. Mặc dù cần thời gian để hồi chiêu, nhưng kỹ năng này có thể trị thương thế, cung cấp sức bền trong chiến đấu dài lâu. Khả năng hút máu, thêm vào khả năng giảm thương, sát thương cũng rất khả quan. Lá chắn vừa phòng thủ vừa hút máu, luân phiên như vậy. Hệ thống, tăng điểm thiên phú và tăng điểm kỹ năng, cần dùng những cái gì vậy? Cần điểm tự do. Có thể tăng điểm thiên phú và kỹ năng, chỉ cần dùng điểm tự do là có thể tăng điểm. Hiện tại điểm tự do ký chủ có thể sử dụng là 2 điểm. Điểm tự do không chỉ có thể được sử dụng để tăng điểm thiên phú và kỹ năng của linh sủng, linh kỹ mà vật chủ đang nắm giữ, cũng có thể nâng cấp bằng cách sử dụng điểm tự do có sẵn. Còn có thể thăng cấp linh kỹ. Ngự linh sư, nắm giữ linh kỹ, cần thông qua học tập mới có thể khống chế. Bây giờ trong học viện cũng chỉ dạy 3 loại linh kỹ, theo thứ tự là xiềng xích linh lực thuẫn và linh thị. Linh kỹ của ngự linh sư muốn thăng cấp thì độ khó cũng không nhỏ, cần tốn phần lớn thời gian đi tu luyện mới được. Nhưng mà trước mắt điểm linh lực của mình quá ít, thăng cấp linh kỹ cần tiêu hao quá lớn, không có lợi gì. Hay là tăng điểm cho bạch nhãn cương thị trước đi. Các thiên phú có thể tăng điểm. Giảm thường ma pháp cấp thấp, tăng nhẹ khả năng miễn giảm ma pháp thuộc loại tổn thương. Siêu tốc tái sinh, chỉ cần không phải bị tiêu diệt trong nháy mắt, thì dù bị thương nghiêm trọng đến cỡ nào, đều có thể hồi phục cực nhanh, cần tiêu hao thể lực. Cuồng huyết, dần tiêu hao lượng máu của bản thân, cường hóa sức mạnh và tốc độ của bản thân với cường độ lớn, sau khi lượng máu giảm xuống một mức độ nhất định, sẽ tự động ngừng sử dụng. 3 kỹ năng này đều rất mạnh. Nhưng mà cương thi, thì nên có khả năng của cương thi, không có siêu tốc tái sinh thì sao được. Kỹ năng này nhất định phải có. Chỉ cần linh sủng không bị chết, các bộ phận đều có thể tái sinh vô hạn, thật không thể lý giải được. Linh sủng cũng là một sinh vật, có thể bị thương và sẽ chết. Linh sủng ở trong chiến đấu, nếu như bị thương thì sẽ không thể hồi phục, rất phiền toái. Thủ đoạn hộ mệnh siêu tốc tái sinh này, nhất định phải có. Sau khi sử dụng cuồng huyết, lượng máu của bản thân sẽ dần dần giảm xuống, tăng sức mạnh và tốc độ, cùng lúc phối hợp với khát máu, vừa tấn công kẻ địch, vừa hồi phục. Cứ tuần hoàn như thế, nữ cương thi của mình thật sự có chút quá ghê gớm. Vậy liền cộng điểm cho kỹ năng cuồng huyết đi. Ha ha ha. Hiện tại không thể lại gọi là hắc nhãn cương thi, mà phải là bạch mắt cương thi. Làn da nó cũng rất mềm mại, không khác gì so với người bình thường. Chủ nhân, ngài đang làm gì vậy? Ấy, không ngờ. Vậy mà đã có thể nói chuyện rồi. Trước đó cứ gọi em là cương thi, hẳn là rất khó nghe. Vậy thì về sau liền gọi em là huyết u đi. Thấy thế nào? Được, vậy sau này ta sẽ gọi em là huyết u. Thiên phú và kỹ năng tổng cộng có 4 cái. Tên: Huyết U Hắc Nhãn Cương Thi. Thuộc tính: Vong Linh. Cấp bậc: Nhất giai cấp 2. Lực tăng trưởng: Phổ thông. Tăng trưởng: 0%. Thiên phú: Giảm chấn thương vật lý cấp thấp, siêu tốc tái sinh. Kỹ năng: Khát máu, cuồng huyết. Có thể tăng điểm kỹ năng. Phương hướng tiến hóa duy nhất. Các giai đoạn tiếp theo: Khôn nhãn cương thi hiếm, Hoàng nhãn cương thi cực hiếm, Lam nhãn cương thi sử thi, Lục nhãn cương thi truyền thuyết, Hồng nhãn cương thi vương thần thoại. Hiện tại linh sủng của mình mạnh hơn nhiều so với linh sủng và ma vật có cùng lực trưởng thành. Nhưng mà nếu muốn cho huyết u tiếp tục tiến hóa, nhất định phải đi săn giết thật nhiều ma vật.
Cũng đã đến lúc đi tìm hiểu một chút rồi, thời khắc cương thi săn giết, sắp bắt đầu. Liên bang này cũng có một nền khoa học kỹ thuật không tính là yếu, nhưng mà so với khoa học kỹ thuật kiếp trước của mình có chút khác nhau. Mặc dù cũng có các phương tiện giao thông như xe hơi, máy bay, nhưng chúng không hoạt động nhờ xăng hay điện, mà là linh lực. Linh lực có thể nói là nhiên liệu hoạt động của tất cả các thiết bị. Nhưng dù là xe hơi hay phi thuyền, đều bị giới hạn sử dụng trong thành phố. Ở bên ngoài thành, là khu vực ma vật hoành hành, lái xe ra ngoài đó, không khác gì đâm đầu vào chỗ chết. Phương tiện giao thông phổ biến nhất vẫn là xe hơi, nhưng nếu muốn di chuyển giữa các thành phố, an toàn nhất vẫn là phi thuyền. Bởi vì liên bang đã cử ngự linh sư cường đại tọa trấn trên phi thuyền. Miễn là không đụng phải lượng lớn ma vật bay, độ an toàn của phi thuyền về cơ bản sẽ không có vấn đề. Trong liên minh, chỉ có một đơn vị tiền tệ duy nhất, là điểm, cũng giống như tiền tín dụng. Bác Tài, phiền bác chở cháu đến cửa Nam. Cậu là học viên của trường Thiên Huy đúng không? Một mình đến cửa phía Nam sao? Chỗ đó là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Đến đó, đương nhiên là để săn giết ma vật. Đúng vậy, đó thực sự là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Cả thành Thiên Huy được chia thành 4 cửa. Mỗi cửa đều có trọng binh chấn giữ, chính là để phòng ngừa ma vật tấn công. Nhưng mà bây giờ mình cũng không còn là phế vật nữa. Đứng lại, xin vui lòng xuất trình thẻ nhận dạng. Thông qua. Ở quanh thành, chỉ có một số ma thú tương đối cấp thấp. Ma thú cao cấp, bình thường đều ở cách thành thị tương đối xa. Đương nhiên, dù là vậy vẫn phải thật cẩn thận. Ra đây đi. Huyết U. May mà mình đã sớm chuẩn bị, kiểm tra trước một số quái vật phân bố gần cửa Nam. Đổi táng cốt. Ma vật vong linh loại khô lâu ở nơi này cấp bậc không cao, hơn nữa còn có thể thu thập vật liệu giúp huyết u tiến hóa. Nó ở ngay gần đây. Huyết u, chúng ta xuất phát. Tập phim hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ tụi mình bằng cách cày view hoặc donate để giúp tụi mình có thêm động lực ra chat nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.